sáng ngày hôm nay chúng em rất là may mắn, vinh dự, cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh em đã ủng hộ Zika chúng em. Ngày hôm nay thì sẽ lên đường với những cái bộ combo G4000, từ nợ trước đến nợ sau, và chốt trong ngày hôm nay. Từ sáng giờ thì chúng em bắt đầu mở cửa hàng cái là cũng đã rộn ràng đến tầm này là 9 giờ kém. Đối với G4000 thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn cho cái mức tiền đầu tư. Đầu tiên là 16 triệu đồng thì sẽ nhận cho mình một cặp loa G4000 và bộ đẩy liên mắc X7 DAC và bộ mic VK4-9, đó là bộ mic tặng kèm chỉ giá 1.500.000 đồng. Còn đối với một cái lựa chọn nữa, nếu các anh em muốn nâng cấp lên cái bộ mic VK321 thì các anh em sẽ nâng cấp lên cái bộ mic đấy và chúng em chỉ tính thêm 2 triệu đồng so với cái giá trị của nó 3 triệu vì chúng em giữ lại bộ mic 4.9. Cái chương trình này là chúng em đã áp dụng và anh em cũng đã hưởng ứng và đồng ý với những cái tiêu chuẩn và những cái mà chúng em đưa ra. Hiện tại chúng em đang setup một cấu hình này đây, G4000 và X7 DSC và VK321 tổng đơn hàng này là 18 triệu đồng. 18 triệu đồng cho một cấu hình combo thì phải nói là tuyệt vời luôn, trong cái không gian khoảng 30-40, thậm chí chúng ta có thể đánh lên là 50-60 mét vuông. Đấy, nhưng mà thường thì các anh em sử dụng trong phòng khách nhằm dán tem đi. Nhà chúng ta thì trong khoảng 40 mét vuông là quá khủng rồi. Đấy. Với một cấu hình combo này nó sẽ có như là trưng bày đẹp này, hát karaoke hay này, nghe nhạc và xem phim giải trí, thì âm sắc cũng như là chất lượng âm thanh sống động, trưng bày đẹp. Em phải nhấn mạnh là trưng bày đẹp và hát karaoke hay, nghe nhạc thì ba giải rất là đều. Đây là dòng loa nhiều đường tiếng với một con bát 30 và hệ thống trung trầm trung cao đều có, tép và siêu tép. Với cặp này có chiều cao của nó là 115 cm, cũng như là ngang là 36. Đặc biệt là bộ đôi sản phẩm kia ghép với bất cứ một dòng loa nào cũng có thể đánh ra được chất hay, vì X7 DAC nó có giải mã mà. Giải mã DAC X7 có tính năng download đây. Thậm chí các anh em còn có thể là nghe qua các đường vào như là Bluetooth, USB, cổng quang, công suất khỏe, chống u tự động, Echo Revert rất là mượt mà. Thêm cái vợt thì tiếng nó rất là cực kỳ sang luôn. Cách tinh chỉnh thì đơn giản ạ. Tinh chỉnh thì toàn bộ những cái hiệu ứng chỉnh này thì nó là nằm ở cái ngưỡng là chỉnh theo cái sử dụng một cái tô vít hay là một cái bút điện thôi. Ta có thể chỉnh được với cái kỹ năng đơn giản hơn cả chỉnh âm ly. Chúng em hiện tại G4000 cũng các anh em đặt hàng cứ liên hệ nhanh nhá, nhanh cho chúng em thì mới có thể lấy được hàng luôn, không thì là phải đợi. Vì G4000 đợt này về cũng rất là khó. Không riêng gì G4000 đâu, tất cả các dòng loa, vì thời điểm này đang là vào thời điểm cuối năm rồi. Nên các anh em mua sắm cái thời điểm này là cái thời điểm phù hợp nhất để có thể về làm quen với bộ dàn cho đến lúc dịp cuối năm chúng ta thành thạo sử dụng rồi. Em sẽ khép lại video đây để anh em đóng hàng để lên đường, vì hẹn mấy bác đấy là trưa nay là bàn giao xong, và không riêng gì bộ này đâu mà hôm nay em ghép xe đi rất nhiều những bộ trong một ngày. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.